Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, cô Hà sẽ đồng hành cùng với các em trong Unit 2 In the Dining Room, bài học số 2, sách tiếng Anh lớp 1. Các em hãy cùng mở sách ra và chúng ta học cùng với cô Hà nhé. Từ vựng đầu tiên mà cô Hà muốn lưu ý cho các em ngay trong chủ đề ngày hôm nay, đó chính là Dining Room. Dining Room ở đây là phòng ăn các em nhé. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem ở trong phòng ăn thì sẽ có những tình huống, những từ vựng như thế nào. Điều đầu tiên mà cô Hà muốn nhấn mạnh với tất cả các em đó chính là các em hãy nhìn vào phần phía bên góc tay phải màn hình của các em. Đó chính là ký hiệu của chữ C. Ở đây chúng ta sẽ nhớ chữ C trong bảng chữ cái A, B, C. Chúng ta sẽ đọc là C. C. Okay, now repeat. C. Very good. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cách phát âm của chữ C này nhé. Các em hãy cùng nhìn chữ C này được phiên âm ra thành chữ K. Và cách phát âm của chữ K này là các em hãy đọc đây là một âm vô thanh và âm bật hơi. Các em hãy bật hơi mạnh lên nhé. Các em hãy cùng lắng nghe và bắt chước lại theo cô Hà. Very good. Now repeat. Okay, very good. Bây giờ chúng ta đến với từ vựng đầu tiên. Đó là từ bánh ngọt. Cake. Cake. Ở đây các em hãy lưu ý, chúng ta hãy cùng đánh vần tiếng Anh theo cô Hà nhé. Cake. 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 Good job. Xe ô tô con ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ đọc là car. Car. C-A-R. Car. Các em hãy nhớ là cong lưỡi. Car. Chúng ta không đọc là ca nhé, mà là car. Okay, very good. Now repeat. Car. Very good. Tiếp theo là từ con mèo. Cat. Cat. C-A-T. Cat. Cat. Repeat. Cat. Very good. Cái cốc hoặc là cái tách ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ đọc là cup. Cup. Good job. Bây giờ các em hãy ôn lại bốn từ vựng này theo cô Hà nhé. Từ đầu tiên, cake. Repeat. Cake. Car. Repeat. Car. Cat. Now repeat. Cat. Cup. Repeat. Cup. Very good. Tiếp theo cô Hà sẽ hướng dẫn các em cách chúng ta nói rằng tôi có một cái gì đó hoặc tôi có cái gì và cái gì nhé. Các em hãy cùng nhìn lên màn hình nào. I have a cake and a car. Tôi có một chiếc bánh ngọt và chiếc ô tô. Các em hãy cùng lặp lại theo cô Hà nhé. Now repeat. I have a cake and a car. Once again. Một lần nữa nào các em. I have a cake and a car. Very good. Tương tự với mẫu câu tôi có một con mèo thì chúng ta sẽ nói như thế nào? I have a cat. Repeat. I have a cat. Very good. Tôi có một cái tách. I have a cup. Now repeat. I have a cup. Good job. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo vô cùng quan trọng nhé các em. Các em hãy nhớ là chúng ta hãy truy cập sachmem.com để chúng ta được nghe giọng đọc người bản xứ. Chúng ta sẽ cùng đi vào phần 1. Activity 1. Listen and repeat. Các em hãy cùng nghe và lặp lại những từ vựng mà chúng ta vừa được học nhé. Ca. Ca. Cup. Cup. Car. Cake. Cat. Cup. Car. Car.
cup, car, cake, cup, car, cake, cat. Activity 2, point and say. Các em hãy cùng chỉ tay vào những bức tranh này và chúng ta sẽ đọc từ vựng của những bức tranh này lên nhé. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên. Okay, let's say cup, cup, very good. Car, car, good job. Cake, cake, very good. Cat, cat, good job. Các em đọc rất tốt. Chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo nhé. Activity 3, listen and chant. Ở trong phần này các em hãy nghe thật là kỹ và sau đó chúng ta sẽ hát lại nhé. Cô sẽ hướng dẫn cách các em phát âm từ a. Chúng ta sẽ có a cup, a cat, a car. Bây giờ các em hãy lắng nghe và chúng ta sẽ cùng hát lại nhé. 1, 2, 3, 4. Cup, cup, a cup. Cup, cup, a cake. A cup and a cake. Cup, cup, a cat. Cup, cup, a car. A cat and a car. Các em giỏi quá, chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần hát. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động số 4 nhé. Activity 4, listen and tick. Ở trong bài này sẽ yêu cầu các em hãy lắng nghe và chúng ta sẽ chọn vào đáp án đúng mà các em nghe được. Ở đây chúng ta sẽ có bức tranh số 1 và bức tranh số 2. Các em hãy cùng nghe một lần trước và sau đó chúng ta sẽ đưa ra đáp án đúng của mình nhé. 1. A cat. 2. A cake. Bức tranh đầu tiên thì các em nghe được từ gì? A cat, đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ chọn vào đáp án A. Là đáp án vô cùng chính xác. Chúc mừng các em. Câu số 2, các em nghe được từ gì? A cake. Chúng ta sẽ chọn đáp án số 2, đáp án B, đúng không nào? Chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành bài tập vô cùng chính xác. Activity 5, look and trace. Ở trong phần này thì các em hãy cùng nhìn và chúng ta sẽ tô lại cách viết của letter C này nhé. Activity 6, listen and repeat. Ở trong mục 6 này thì các em hãy cùng lắng nghe và lặp lại. Ở trong mục này thì chúng ta sẽ nói rằng chúng ta có một cái gì đó. Các em hãy cầm ở trên tay vật của mình có và chúng ta hãy nói nhé. I have a car. Các em đã kịp lặp lại chưa? Chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa. Và sau đó các em hãy nói lặp lại nhé. I have a car. Activity 7, let's talk. Ở trong mục này thì các em hãy đọc tất cả những từ vựng mà các em đã học từ đầu đến giờ. Bức tranh số 1, A. Các em còn nhớ là gì không? A car, good job. B, a cake, rất giỏi. C, a cup. D, a cat, good job. Activity 8, let's sing. Ở trong phần này thì các em hãy cùng hát thật to lên, ôn lại những mẫu câu và những từ vựng mà các em vừa được học nhé. I have a cup, I have a car, I have a cup and I have a car. I have a cake, I have a cat, I have a cake and I have a cat. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Các em hãy nhớ là chúng ta hãy chăm chỉ luyện phát âm
có rất nhiều những video học phát âm miễn phí của cô Hà nằm ở bên dưới phần mô tả video này. Đồng thời là những bài hát tiếng Anh giúp các em học tiếng Anh một cách vui nhộn và yêu thích. Tất cả những tài liệu này cô đều tặng miễn phí. Các em hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà Xuân Hà cũng như là vào link để xem bài tập, bài giảng để giúp cho các em đạt kết quả cao hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Các ba mẹ nhớ hãy đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà Xuân Hà và like fanpage học tiếng Anh cùng cô Hà để chúng ta sẽ không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.